ghi nhận á, giai đoạn mụn nước, giai đoạn vẩy này nọ, mà nếu nó có thêm một cái tình trạng bội nhiễm hoặc nếu trên những cái cơ địa có những cái bệnh lý kèm theo khác thì có thể có những cái vết nứt rỉ dịch, bệnh nhân có thể có kèm thêm triệu chứng đau ha, cái đó là nó có thể xuất hiện ở trên lâm sàng đó. Rồi thì nó cũng thỏa mãn cái tiêu chí đó là gì, thương tổn bệnh lý viêm da cơ địa nó đa dạng ha, nó cũng có nhiều cái thương tổn rồi nguyên nhân phức tạp, và gần như là những cái tất cả những cái độ tuổi mà có cái bệnh lý viêm da cơ địa gần như là đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân hết. Thì cái việc ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay không thì cho các em xem cái hình ảnh ha. Thì các cái hình ảnh này nó đều được thể hiện là thứ nhất đó là những cái bệnh nhân mà có cái vấn đề về bệnh viêm da cơ địa đó, thì ngay cả trong cái vấn đề mà sinh hoạt hoặc là ăn uống hoặc là ngủ nghỉ hoặc là thể thao thì gần như các em ấy cũng không có giống như một người bình thường ha. Thì các em để ý nha, đọc báo cũng phải đeo găng tay, hoặc là chơi game hoặc là xem tivi gì đó cũng phải đeo găng tay ha. Rồi một cái hình ảnh nữa đó là gì, ngay cả trong cái quá trình ăn uống hoặc ngủ hoặc là gần như là một cái giai đoạn phát triển á, các em cảm giác như là gì, bình thường ha, nhưng mà bệnh nhân viêm da cơ địa cũng đang trong cái trạng thái điều trị ha, thì vừa điều trị mà cũng vừa phải làm đẹp cho bản thân. Cái việc này là gì, là cái do cái tính chất cái bệnh này nó mãn tính, nó lâu dài, thành thử ra gì dù cho có điều trị hay không điều trị thì cái việc mà gần như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đó, nó cũng rất là nhiều ha. Nhưng mà để mà thể hiện bằng cái hình ảnh cho các em xem đó thì phải kiếm những cái hình ảnh mà người ta đang trong quá trình điều trị cho các em xem, là để thấy được là gì, trẻ trẻ em á, cho dù á, là sinh hoạt gần như bình thường nhưng mà cũng đang trong trạng thái điều trị ha. Ngoài ra thì khi mà các em cập nhật thêm một số, đọc thêm một số ebook của tiếng nước ngoài đó các em, thì gần như là gì, những cái gia đình mà có những cái em bé mà có vấn đề về viêm da cơ địa, người ta cũng gần như là có một cái cuốn sổ để theo dõi sức khỏe đó, mỗi ngày là cần phải ăn uống sao và ngủ nghỉ tránh sao ha. Thì gần như nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái phần chất lượng cuộc sống của cả những người chăm sóc và cả đối tượng mà có cái biểu hiện bệnh lý ha. Rồi những cái phần khác thì gần như là nó liên quan đến nhiều cái mảng lý thuyết á, thì sẽ không có nhắc lại cho các em nữa ha. Thì trong cái bài lý thuyết sẽ nói nhiều hơn. Tuy nhiên là có một cái vấn đề đó là trong cái sinh bệnh học á, thì thường khi các em đi lâm sàng á, người ta sẽ quan tâm cái bệnh lý này là cái bệnh lý mà nó có lây lan hay không lây lan ha. Thì khẳng định lại một lần để cho các em nắm rõ luôn, bệnh viêm da cơ địa thì bệnh là bệnh không lây nha các em. Tuy nhiên đây là một cái bệnh lý có tính chất là di truyền nha, có nghĩa là các cái thế hệ càng gần nhau thì có khả năng di truyền càng càng cao. Và cái triệu chứng lâm sàng thì gần như là rất là nhiều hình ảnh ha, các em có thể tự mình download về các em xem thêm, hoặc là những cái tài liệu mà trong cái quyển ebook màu xanh đó, ngoài các em có thể xem trực tiếp ở trên cái hệ thống Google ha, hoặc là những cái trang uy tín. Các em còn có thể xem được ở trên cái hệ thống thư viện của trường mình ha. Rồi việc mà chẩn đoán bệnh á, thì ở đây sẽ gợi ý cho các em thêm những cái tiêu chuẩn ha. Các em đi lâm sàng thì ngoài cái triệu chứng lâm sàng là mình đã học ở cái giai đoạn ở mức độ là mình I5 đó, thì người ta ghi nhận là chẩn đoán bệnh lý viêm da cơ địa chủ yếu dựa vào lâm sàng. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn nhất định. Thường những tiêu chuẩn này nó áp dụng khi mà mình làm cái nghiên cứu khoa học ha, thì mình sẽ có nhiều cái thời gian để mà mình tư vấn bệnh nhân cận kẽ hơn. Giới thiệu cho các em một cái thang điểm ha. Một cái tiêu chuẩn đó là theo Hanefin Raica năm 1900 80. Các em có thể note lại, ghi lại để sau này các em tự đọc thêm ha. Nó không nằm trong tiêu chuẩn để mà thi cử, nhưng mà tuy nhiên nói cho biết thôi. Để chẩn đoán bệnh viêm da cơ địa thì theo cái Hanifin Raica năm 1980 thì người ta có 4 tiêu chuẩn chính và 23 tiêu chuẩn phụ. Để mà chẩn đoán xác định được cái bệnh này á nha, thì phải có ít nhất 3 triệu chứng chính và 3 triệu chứng phụ. Rồi
Và triệu chứng chính là triệu chứng nào, các em lưu ý từ 1, 2, 3, 4. Thì khi các em đi trên lâm sàng, các em có thể gặp được triệu chứng nào ha. Ví dụ đầu tiên là triệu chứng ngứa. Triệu chứng này thì thường là bệnh nhân có thể khai với các em luôn, hoặc là bệnh nhân không có khai với các em thì các em có thể gợi ý bệnh nhân có những cái triệu chứng nào khó chịu ngày hôm nay đó, thì bệnh nhân cũng sẽ khai. Bởi vì gần như các cái nghiên cứu gần đây các em, người ta làm nghiên cứu bệnh nhân viêm da cơ địa thì triệu chứng này gần như là 100% ha. Rồi, triệu chứng thứ hai á, là hình thái và phân bố của cái thương tổn gần như điển hình. Thì như thế nào người ta gọi là điển hình? Ví dụ ở đây người ta ghi nhận nè, người lớn á, thì khi mà mình khám có cái thương tổn mà ở giai đoạn mãn tính á, nếu các em học lý thuyết rồi á, thì cái thương tổn liên trình hóa hoặc là thương tổn dày da, nó là bản chất nó là giống nhau ha, thì nó sẽ ở vị trí nếp gấp. Còn nếu trẻ em á, thì thường nó sẽ ở mặt, ở vùng mặt nè và mặt vũ chi nha. Thì mặt vũ chi thì mình cứ đứng đúng cái tư thế giải phẫu ha, thì các em sẽ biết được cái nào là mặt vũ, cái nào là mặt gấp. Rồi, triệu chứng thứ ba là cái tình trạng mà da của bệnh nhân có cái biểu hiện viêm tái đi tái lại ha. Và thường người ta ghi nhận cái mốc thời gian là từ 6 tuần trở lên được gọi là mãn tính hoặc là mãn tính đó. Rồi, cái tiêu chuẩn thứ tư là tiền sử cá nhân và gia đình có những bệnh lý cơ địa. Thì gần như là có rất là nhiều bệnh lý gọi là bệnh lý cơ địa ha, nhưng mà trong cái tiêu chuẩn này người ta thực hiện qua nhiều nghiên cứu á, thì người ta ghi nhận ba cái nhóm bệnh lý chủ yếu. Thứ nhất đó là hen phế quản, thứ hai là viêm mũi dưỡng, và thứ ba là viêm da cơ địa. Cho nên khi mà các em đi trên lâm sàng, mà không cần phải các em đi trên lâm sàng, mà hiện nay á đa phần là gì, với cái thời tiết mà chuẩn bị mà mưa như thế này nè, hoặc là trong cái đại dịch mà Covid-19 này á các em, thì các em để ý các em đi những cái chuyên khoa khác hoặc là ngành nghề khác, người ta cũng có cái biểu hiện như thế này. Ví dụ mũi á, thì có cái biểu chứng là dễ bị ngứa nè, bị hắt hơi, sổ mũi nè. À, còn bệnh viêm da cơ địa thì nó sẽ có những triệu chứng ở trên da hoặc là triệu chứng ở cơ quan khác, giống như là mình đã xem cái hình ảnh ha. Còn hen phế quản thì nó theo cái tiêu chuẩn của hen phế quản ha. Rồi, như vậy thì để chẩn đoán xác định thì phải có ít nhất 3 trong 4 cái triệu chứng chính, được chưa? Rồi, cái triệu chứng phụ, thì về cái triệu chứng phụ của các em gần như là nó có khá nhiều cái tiêu chuẩn triệu chứng phụ. Thì các em cứ xem từ số 1 đến số 23 ha. Thì khi mà học xong cái bài này các em có thể phải xem lại để các em mới nhớ. Rồi, tiêu chuẩn thứ 3, trong đó tiêu chuẩn thứ 3, thứ 4 gần như là nó liên quan nhiều tới cái cận lâm sàng ha. Trong đây thì cái cận lâm sàng này hiện nay đó, cái ICE trong máu các em thì gần như là người ta ghi nhận tỷ lệ là 80% ở những bệnh nhân viêm da cơ địa nha. Cho nên là học nhân nào vô cũng tăng hết, nhưng mà nó tăng là nó là một cái tiêu chuẩn có thể góp phần ha. Cho nên là thường người ta gom có ít nhất 4 cái tiêu chuẩn phụ thì đủ điều kiện để chẩn đoán. Thì một trong những cái tiêu chuẩn này, một cái tài liệu mà cái trong cái bài giảng của bài giảng của chị á, khi mà giảng cái bài chàm á, chị sẽ đưa ra ví dụ Patrick 2019 hoặc là Habib 2019 gì đó, hoặc là 2015 gì đó, thì các em cứ việc gõ cái tài liệu tham khảo đó lên trên hệ thống á, thì gần như các cái tài liệu tiếng Anh đó thì ở trên hệ thống Google á, hồi trước giờ là có thể đọc cái bookmap đó các em, thì gần như là nó sẽ show ra cho các em có thể tải về để đọc sau hoặc đọc trực tiếp cũng được. Thì sẽ có ví dụ như ở cái từng cái triệu chứng 1 cho đến 23, người ta sẽ gợi ý những cái hình ảnh liên quan để cho các em nhìn vào đó, nhìn qua nhìn lại nhiều lần thì em sẽ nhớ ha. Có thể đi trên lâm sàng với cái thời gian ngắn thì mình không gặp hết tất cả những triệu chứng này đâu ha. Rồi, đối với bất kỳ một cái tiêu chuẩn nào đó, các em thì do cái thời gian em thấy từ 1980 nha, nó khá là xa, thì hiện nay người ta cũng còn sử dụng chứ không phải không nha, nhưng mà vẫn có nhiều nghiên cứu người ta không có sử dụng tiêu chuẩn đó nữa, mà người ta sẽ sử dụng cái tiêu chuẩn cải tiến của nó. Tại vì trong cái tiêu chuẩn cải tiến này nó có thêm một cái ưu điểm là gì, là cái số triệu chứng nó ít hơn, dễ nhớ hơn và dễ khai thác hơn. Rồi, nó có thêm một cái nữa gọi là tiêu chuẩn loại trừ ha. Có nghĩa là trên một cái ca bệnh đó mà cũng có cái triệu chứng đó mà mình đắn đo, ví dụ cùng cái thương tổn sẩn mà nó có thể xuất hiện ở nhiều bệnh lý, thì khi mình đắn đo như vậy mình không biết nó bệnh lý nào ha, thì người ta yêu cầu là phải loại trừ được cái triệu chứng đó là của cái bệnh lý khác. Thì nếu như không có bệnh lý khác đồng mắc kèm theo thì mình mới chẩn đoán được đó là của viêm da cơ địa ha. Thì trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán xác định bệnh lý viêm da cơ địa theo hai nevin raka cải tiến năm 2014 á các em, thì
Nó sẽ có tiêu chuẩn bắt buộc cần phải có và tiêu chuẩn quan trọng thường gặp ha. Như vậy những bạn nào mà đang trong quá trình mà chúng ta làm cái nghiên cứu khoa học á, thì chúng ta biết đây là những cái tiêu chuẩn rất là cần thiết ha, để mà chúng ta áp dụng vào cái nghiên cứu khoa học của trong cái độ tuổi là khi các em là sinh viên ha. Thì một cái gợi ý để cho các bạn nào mà mình có ham muốn trong cái chuyên ngành da liễu ha, khi mà hiện nay đó người ta để mà chúng ta làm nghiên cứu khoa học đó, thì thứ nhất đó là cái tiêu chuẩn chẩn đoán là cái quan trọng của một cái bệnh lý ha. Và trong đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố để các em lựa chọn ha, ví dụ như lựa chọn tiêu chuẩn cổ điển hay lựa chọn tiêu chuẩn cải tiến, vì nguyên nhân gì thì bản thân của mình sẽ là người giải thích ha, và mình đi trên lâm sàng mình khám nhiều ca thì mình sẽ đưa ra được cái kinh nghiệm. Còn khi mà các em bình một cái bệnh án cũng vậy nữa, thì các em cũng phải chẩn đoán được bệnh lý đó dựa vào cái gì nha, giống như mình chẩn đoán đái tháo đường theo cái tiêu chuẩn hiệp hội nào, hoặc là tăng huyết áp theo hiệp hội nào, tăng huyết áp theo GNG mấy gì đó, thì nó cũng là những cái tiêu chuẩn giống như những cái bệnh lý nội khoa khác thôi ha. Rồi tóm lại là các em sẽ nốt lại ở trong cuốn sách của các em có hai cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là hai Heineken Raica năm 1980, cũng là hai Heineken Raica nhưng mà nó cải tiến năm 2014 ha. Rồi như vậy đây là một cái hình ảnh giới thiệu cho các em, nó nằm trong cái triệu chứng phụ ha, gọi là cái nếp lằn dưới mi mắt đó, Danier một gân. Thì các em thấy cái nếp ở dưới lằn mi mắt của người bình thường á, thì nó sẽ không có khoảng 2 đến 3 4 nếp như thế này nha. Và gần như những cái ca viêm da cơ địa nó có rất là nhiều hình ảnh liên quan ha. Lát nữa sẽ cho các em xem một số hình ảnh nó liên quan giống như cái nếp Danier một gân như thế này. Em mà ở cả nhiều cái độ tuổi, có cả trẻ em và cả người lớn, để các em nhìn qua nhìn lại cho nó quen ha. Rồi, chẩn đoán thứ hai đó, cái vấn đề thứ hai trên lâm sàng đó, là các em phải chẩn đoán được giai đoạn bệnh. Thì cái việc chẩn đoán giai đoạn bệnh này nó lại trùng hợp là trong cái quyển y văn của mình nó đã ghi cụ thể cho mình rồi. Tức nghĩa là chẩn đoán theo cái giai đoạn, thì là giai đoạn người ta còn gọi là tiến triển của bệnh lý đó các em, thì gồm có cấp tính, bán cấp và mãn tính. Thì như vậy như thế nào người ta gọi là cấp tính và như thế nào người ta gọi là bán cấp và mãn tính ha. Thì cái tiêu chuẩn nó nằm trong quyển y văn của mình, các em dạch ra trong cái phần điều trị đó nó có, hoặc là trong cái phần định nghĩa cái triệu chứng lâm sàng nó có ha. Người ta gọi là cấp tính khi mà những cái thương tổn ví dụ như là mụn nước, bốn nước, rỉ dịch rất là rõ ràng nha. Giai đoạn bán cấp thì những cái triệu chứng của cấp tính á, gần như là nó sẽ cải thiện dần theo thời gian. Thì nói như vậy thì các em sẽ không có nhìn nhận nữa trên lâm sàng. Để cho các em có thể nhìn nhanh được một cái triệu chứng ở giai đoạn bán cấp trên lâm sàng đó là biểu hiện bằng cái thương tổn gọi là tróc vẩy nha, các em lưu ý chỗ này. Rồi tiếp tục nữa đó là giai đoạn mãn tính. Như như vậy thì như thế nào người ta xếp bệnh nhân này vào trong một cái giai đoạn mãn tính ha? Khi bệnh nhân có thương tổn chủ yếu là khô da, lichen hóa, thương tổn dày da các em. Về thương tổn căn bản người ta gọi là thương tổn lichen hóa ha. Rồi lưu ý cái này. Và một trường hợp thực một 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 số trường hợp thực tế trên lâm sàng á, thì bệnh nhân không chỉ có duy nhất một giai đoạn mà bệnh nhân thường kết hợp nhiều giai đoạn ha. Rồi tiếp theo đó là mình phải chẩn đoán được mức độ bệnh khi mà chúng ta khám một ca lâm sàng. Như vậy thì chẩn đoán được mức độ bệnh thì chẩn đoán sao? Thường hiện nay có nhiều thang điểm nhưng mà người ta dựa vào người ta áp dụng cái thang điểm scoring ha các em, gọi là scoring atopic dermatitis năm 1993. Và cái chẩn đoán theo cái SCORAD này á, thì do nhiều chuyên gia người ta qua nhiều lần thử nghiệm á, trên nhiều cái đối tượng lâm sàng người ta đưa ra và người ta thấy nó có những cái ưu điểm ha. Ví dụ như thang điểm này nó vừa có thể thể hiện được cái sự yếu tố định tính, vừa thể hiện được yếu tố định lượng. Và như vậy thì thang điểm này người ta tính như thế nào ha. Đầu tiên là các em lưu ý, các em sẽ note lại cái thang điểm SCORAD ha. Và thang điểm này nó sẽ dựa vào ba cái thành tố chính, đó là A, B, C. Như vậy á thì A người ta gọi là cái nhóm diện tích của thương tổn thường tính theo quy luật số 9, các em lưu ý ha. Rồi B á, là mức độ nặng của các cái thương tổn, và C là chịu cái mức độ của cái nhóm triệu chứng là ngứa và mất ngủ ha. Như vậy thang điểm C nó chủ yếu là hai triệu chứng cơ năng ngứa và mất ngủ. Rồi như vậy thì đối với cái chẩn đoán mức độ bệnh theo cái thang điểm này á, các em lưu ý là gì? Để người ta biết được mức độ nhẹ, trung bình, nặng á, hiện nay nó cũng chỉ chia làm ba nhóm căn bản là nhẹ, trung bình, nặng. Và ba nhóm nhẹ, trung bình, nặng này nó phụ thuộc vào cái điểm SCORAD mình tính ra nha.
Như vậy thì tương ứng với nhẹ trung bình nặng là nhỏ hơn 25, 25 đến 50 và lớn hơn 50. Như vậy cái ưu điểm của thang điểm này đã nói rồi ha. Và cái công thức của thang điểm này cũng vậy, các em chỉ cần note lại SCORAD để sau này các em đọc tài liệu tham khảo thì gần như là nó đều thể hiện ở rất là nhiều cái tài liệu tham khảo rồi nha. Rồi, như vậy hướng dẫn cho các em là làm sao các em biết được các cái thành tố ABC này người ta tính như thế nào. Đầu tiên là A ha. A này ngoài xuất hiện trong cái bài viêm da cơ địa thì nó còn xuất hiện trong cái bài đỏ da toàn thân. Như vậy thì trong cái bài đỏ da toàn thân người ta ghi nhận là cái diện tích đỏ da đó lớn hơn, gần như lớn hơn 90% thì mới gọi là hội chứng đỏ da toàn thân. Thì như vậy làm sao các em biết được là lớn gần bằng, lớn hơn hoặc bằng là 90%? À, không thể nào mình nhìn vào một người đó mình nói là thương tổn nó gần như là nó hết cơ thể thì nó là 90% ha, mà gần như người ta cũng có cái cách để mà tính chính xác. Các em thấy chữ vi lực số 9 nha, thì ở đây người ta ghi ra ví dụ như mặt trước có vùng mặt nè 4.5 điểm, mặt sau 4.5 điểm, thì nếu ở hai vùng này có thì là 9 điểm, sau đó là mặt trước của cánh tay và mặt sau của cánh tay nha. Riêng ở vùng mặt trước và mặt sau của thân thì gấp đôi 9 lên nó là 18 ha, bộ phận sinh dục là 1. Rồi, như vậy thì nó khác nhau ở chỗ là mặt trước của tay và mặt trước của chân ha. Mặt trước của chân thì cái điểm nó sẽ cho gấp đôi, có nghĩa là 9 điểm. Rồi, như vậy thì B người ta sẽ tính như thế nào? B ở đây là người ta tính mức độ nặng của các cái thương tổn này, gần như là cho điểm từ 0 tới 3 của mỗi triệu chứng là ban đỏ hoặc là hồng ban đó các em. Rồi sau đó tới sẩn nè, tiết dịch, trầy xước, ly trên hóa, khô da ha. Thì ngày nay á, người ta cũng có một cái thang điểm đối chiếu để cho cái việc nhận định cái thương tổn này nó mang tính khách quan hơn. Thì các em lưu ý đây ha. Ví dụ như 0 điểm tương ứng với lại nan mil moderate severe, 0 điểm là score ha. Score 0 nè, score 1 nè, score 2, score 3 nè. Và như vậy thì các em để ý nè, người ta sẽ cho các em cái thang điểm để các em có thể so sánh một cách tương đồng của những cái bệnh nhân ở trên lâm sàng thực tế để các em quyết định là ví dụ như cái chữ rednet có nghĩa là cái chữ hồng ban ở trên lâm sàng đó, hoặc là ban đỏ đó, người ta dùng cái từ đó đó, thì nó là 0 điểm hay 1 điểm hay là 2 điểm hay là 3 điểm, thì do các em đưa cái thang điểm này vào để các em nhìn cho nó quen. Còn những bạn nào mà mình đã khám quen rồi, nhìn quen rồi thì có thể mình không dùng cái này nữa. Nhưng mà hiện nay gợi ý cho các em là các em có thể dùng cái điện thoại của mình để, hoặc là cái nói chung là bất kỳ cái thiết bị điện tử nào mà nó ngắn gọn, nó nhỏ để mà các em có thể tải được cái app để mà tính cái thang điểm này về nha. Và ngày hôm nay học xong thì chúng ta cứ làm thử nha. Những bạn nào mà xài như điện thoại Apple thì các anh em có thể lên App Store ha. Còn xài iPhone, xài cái Samsung thì cái phần mềm nó tải nó tên gì đó chị không nhớ ha. Thì các em có thể tải cái chữ scoring Scorat về thì các em có thể nhập vào thử để các em biết được cái điểm của một cái bệnh nhân nó như thế nào ha. Rồi, C là gì? C là gồm có hai nhóm triệu chứng cơ năng là ngứa và mất ngủ. Thì ngứa và mất ngủ này mình có thể hỏi bệnh nhân, cho bệnh nhân một cái thang điểm từ 0 đến 10 để bệnh nhân có thể so sánh ha. Và có thể đánh giá ở tại thời điểm điều trị hoặc là sau thời điểm điều trị 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, thậm chí là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cũng có luôn nha. Do cái bệnh lý này là một cái bệnh lý mãn tính cho nên là gì? Cái quá trình điều trị, đánh giá sau điều trị nó khá là lâu dài ha. Rồi, cái dạng lâm sàng thì bỏ qua, không không có hướng dẫn cho các em luôn. Cái này nó nằm ở cái phần cao cấp hơn rồi. Rồi, đây là một cái số hình ảnh về cái triệu chứng mà nó có thể xuất hiện ở bệnh nhân viêm da cơ địa. Ví dụ như là cái trong cái nhóm triệu chứng phụ nó có viêm da bàn tay đó các em, hoặc là chàm ở vùng nấm dú nè, hoặc là cái nếp đen nhơ một cái gân ở vùng mắt nè. Ha, các em nhìn ha. Rồi, triệu chứng tróc vẩy khô môi ở vùng môi cũng có luôn ha. Và các em có thể đọc thêm ở những cái tài liệu tham khảo mà chị như chị đã hướng dẫn nha. Rồi, về chẩn đoán phân biệt á, thì các em quan trọng á, khi các em bệnh án á, là gì? Các em có thể chẩn đoán phân biệt với nhiều bệnh lý mà có cái thương tổn giống hoặc gần giống nha các em, chứ không phải là các em chỉ cần lựa chọn một cái bệnh lý mà được gợi ý trong cái quyển nghi văn là không đúng nha. Khi các em đi lâm sàng, các em làm bệnh án, các em có quyền chẩn đoán nhiều hơn những cái bệnh lý đó, miễn sao các em có thể giải thích được ha. Và trên cái nguyên tắc là gì? Bệnh lý
hai bệnh lý mà mình chẩn đoán phân biệt á, thì có cái thương tổn giống hoặc gần giống, thậm chí là cùng một cái thương tổn đó nhưng mà cái hình thái, cái kích thước, cái hình dạng hoặc vị trí phân bố khác nhau là nó đã khác nhau rồi nha, giống như trong cái bài thương tổn căn bản mà chị đã hướng dẫn cho các em á. Rồi một cái chẩn đoán phân biệt nữa thì đây là một cái dạng gọi là viêm da tiếp xúc hoặc chàm tiếp xúc ha. Rồi đây cũng là một cái dạng lâm sàng của một cái trong cái chương chàm, người ta gọi là viêm da tiết bã hoặc là chàm tiết bã nha. Các em cứ nghe những cái chẩn đoán mà phân biệt nãy giờ là tất cả những cái chẩn đoán phân biệt nó gần như nó nằm trong cái thể của chương chàm. Ngoài ra ngoài cái chương chàm mình cũng chẩn đoán phân biệt được luôn ha, ví dụ như viêm da cơ địa chẩn đoán phân biệt với bệnh ghẻ vì lý do gì đó ha, rồi viêm da cơ địa có thể chẩn đoán phân biệt với bệnh chóp ha, ngoài cái chương chàm ra mình cũng có thể chẩn đoán phân biệt được luôn. Rồi tiếp theo là cái phần điều trị ở trên lâm sàng thì cái mục tiêu của các em chủ yếu là ở phần hướng điều trị thôi, thì trong cái hướng điều trị thì tất cả các bệnh lý da liễu thì các em đi trên lâm sàng các em cũng sẽ thấy đó là gì, có hai hướng lớn, thứ nhất đó là tại chỗ, thứ hai là điều trị toàn thân, và một số bệnh lý khác thì nó có thể kết hợp thêm một số biện pháp điều trị khác kết hợp nữa nha. Thì trong cái phần tại chỗ khi các em đi lâm sàng nè, các em lưu ý nè, gợi ý cho các em đây là những cái nhóm thuốc mà nó có thể điều trị tại chỗ trong viêm da cơ địa, ngoài ra nó vẫn có điều trị trong những nhóm bệnh khác miễn như là nó có cái chỉ định phù hợp. Chính vì lý do đó khi các em đi lâm sàng là các em phải coi thêm gì, ví dụ một ví dụ thôi, đây là cái chai dung dịch Jarit ở trên lâm sàng thì nó có thể khác nha, này là chỉ đưa lên cho các em hoạt chất để các em biết thôi, thì các em thấy đây cũng là một cái loại điều trị tại chỗ mà nó sử dụng được trong cái giai đoạn cấp tính của chàm, dạng lâm sàng là viêm da cơ địa. Ngoài ra nó còn được chỉ định trong cái nhóm bệnh lý mà do virus, ví dụ như là bệnh zona trên lâm sàng. Thì khi các bạn nào mà đi ở trong phòng zona thì các em sẽ thấy được cái quá trình là người ta đắp dung dịch Jarit, đắp người ta kết hợp thêm gạt thêm gòn màu trắng đó các em, và người ta xịt cái nước này lên. Thì đó là một cái phương pháp điều trị trong cái giai đoạn cấp tính đối với những cái thương tổn mà khu trú ha. Cho nên là gì? Nó vẫn được chỉ định trong những bệnh lý khác nếu như nó có cái tác dụng để điều trị nha. Nhân quay lại, hôm nay chúng ta học cái bài viêm da cơ địa thì những nhóm thuốc này nó có thể là thuốc điều trị tại chỗ. Thì thứ nhất á, là nếu như các em ở tuyến chuyên khoa mà da liễu á, thì nó có thể có đầy đủ, nhưng mà nếu các em về các em điều trị ở những cái tuyến dưới thì có thể nó không có được đầy đủ các trang thiết bị như thế này. Thì các em sẽ biết được gì, đi lâm sàng các em dùm xem cho chị là cái dung dịch thuốc tím pha loãng KMNO4 1/10.000. Thì như vậy thì phải học cái cách mà biết được sao người ta pha ra được là theo tỷ lệ 1/10.000. Và thường ở trên lâm sàng á, nếu như các em hướng dẫn đúng á, thì cái cách là gì, liều lượng thuốc là bao nhiêu và pha với nước hay là pha với cái gì đó là bao nhiêu để ra được tỷ lệ 1/10.000. Còn nếu như không thì các anh chị điều dưỡng người ta sẽ hướng dẫn cho các em là gì, người ta sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân á là pha làm sao để ra được cái màu hồng cánh sen là được ha. Các em lưu ý cái này, khi mà các em chưa nghe thì các em đi trên lâm sàng các em tập, các em biết được những trường hợp nào có sử dụng dung dịch thuốc tím thì có thể các em cũng hỏi lại bệnh nhân để các em biết. Rồi nếu như không có hai cái phương pháp này thì người ta có thể dùng cái natri chloride để mà người ta thay thế cũng được luôn. Rồi tiếp theo nữa là một cái thuốc không thể thiếu hiện nay, đó là dưỡng ẩm. Thì về cái dưỡng ẩm một lát nữa hướng dẫn sao, tuy nhiên các em biết được dưỡng ẩm không chỉ sử dụng trong những cái bệnh lý viêm bệnh da miễn dịch như viêm da cơ địa mà nó còn sử dụng trong cái quá trình các em skin care hiện tại đó. Cho nên các em biết là gì, cùng gọi là dưỡng ẩm thôi nhưng mà người ta sử dụng trong bệnh lý hoặc là sử dụng trong trường hợp bình thường ha. Rồi ngoài ra nó còn một cái phương pháp điều trị tại chỗ nữa mà các em sẽ gặp được ở trên lâm sàng ha, ví dụ như là corticoid tại chỗ ha. Đây là một loại thuốc được chỉ định trong điều trị viêm da cơ địa, hiển nhiên trong quy trình của Bộ Y tế và cả trong phác đồ của bệnh viện nha các em. Rồi như vậy thì ở trên lâm sàng nó có rất là nhiều loại, nó gần như nó rất là đa dạng và phong phú. Làm sao mình biết được cách mà mình chọn lựa cái loại nào? Thì ở đây theo cái phân loại của châu Mỹ các em, người ta chia làm 7 nhóm, các em để ý từ nhóm 1 cái chữ group 1 đó các em có đánh dấu sao đó ha. Và tiếp tục là đến cái group 7 đó, cái nhóm số 7 đó thì gần như là cái nhóm số 1 á là mạnh nhất, rồi sau đó group 7 là yếu nhất, đi từ yếu nhất cho đến mạnh nhất ha. Thì đi trên lâm sàng mình xem cho bệnh nhân đang sử dụng cái loại nào thì mình sẽ đưa vào cái thang điểm này để mình so sánh xem coi đó là nhóm yếu, hoặc loại đây là nhóm yếu, hoặc là nhóm trung bình, hoặc là nhóm mạnh, hoặc là nhóm rất mạnh ha.
Còn theo cái phân loại của châu Âu thì người ta chia gọn hơn các em. Nhóm mà có tác dụng thấp nè, tác dụng trung bình, tác dụng mạnh và rất là mạnh nha. Cho nên các em để ý, hiện nay các em lưu ý nha, muốn biết nó là yếu, trung bình, mạnh hoặc rất mạnh thì chúng ta phải coi cái hoạt chất của cái tube thuốc đó là cái gì, hoặc là cái chai thuốc đó là cái gì nha. Rồi, đây là cái cách mà người ta hướng dẫn các em chỉ định điều trị corticoid trong cái bệnh lý viêm da cơ địa. Ở đây mức độ nha, bệnh nha các em, chữ DC ha, bệnh là mức độ nhẹ, mức độ trung bình và mức độ nặng nha. Như vậy bệnh mà trong cái giai đoạn mà mức độ càng nhẹ đó các em, thì người ta càng ưu tiên sử dụng cái điều trị tại chỗ, có nghĩa là topical treatment ha, là cái điều trị tại chỗ ưu tiên và điều trị ưu tiên trong thời gian dài đối với mức độ mà càng nhẹ. Còn bệnh mà càng nặng á thì người ta sẽ ưu tiên sử dụng corticoid đường hệ thống, có nghĩa là đường toàn thân đó, ưu tiên hơn là đường tại chỗ, và sử dụng cũng tương đồng, có nghĩa là thời gian sử dụng đường toàn thân sẽ dài hơn ha. Có thể là ở mức độ càng nặng thì người ta sẽ phải kết hợp thêm những liệu pháp ánh sáng khác nha. Đây là cái bản nha, cái sơ đồ để hướng dẫn cho cái việc sử dụng riêng một nhóm thuốc gọi là corticoid thôi các em. Rồi, ngoài ra những nhóm thuốc khác cũng có thể chỉ định được ở trên lâm sàng khi các em nhìn ha. Riêng những nhóm thuốc này á, khi mà có cái vấn đề liên quan, ví dụ như có vấn đề bội nhiễm á, hoặc là có thêm triệu chứng ngứa á, thì người ta sẽ chỉ định thêm. Còn không á, thì cái điều trị hiện tại nó vẫn là kháng viêm là cái điều trị ưu tiên trong cái bệnh viêm da cơ địa nha các em. Và cái điều trị tại chỗ thì mặc định là nếu không có phương pháp nào hết thì cũng cần phải ưu tiên cái dưỡng ẩm ha, cái chỗ hồi nãy hướng dẫn tại chỗ đó. Rồi, đây là cái sơ đồ tiếp cận điều trị một cái bệnh nhân viêm da cơ địa theo cái mức độ. Mức độ ở đây là chỗ thang điểm hồi nãy chị hướng dẫn cho các em là SCORAD. Thì như vậy các em thấy nè, dù cho bệnh nhân đang ở giai đoạn mức độ nào thì cái điều trị cơ bản là cái điều trị luôn luôn là điều trị đầu tiên. Như vậy cái điều trị cơ bản là gì nha, thì các em xem điều trị cơ bản nó có gì. Nó có giáo dục ha, giáo dục thì giáo dục người thân rồi giáo dục cho bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân quá nhỏ thì mình giáo dục cho người thân, còn nếu bệnh nhân có đủ cái kiến thức để nhận định về cái bệnh lý thì giáo dục cho bệnh nhân. Rồi, dưỡng ẩm ha, loại bỏ hoặc không tiếp xúc với cái yếu tố khởi phát bệnh. Ở đây thì nếu như bình thường á, thì các em có thể phải tự tìm hiểu để trả lời cho chị những cái vấn đề này, ví dụ giáo dục là sao ha. Rồi, loại bỏ không tiếp xúc với yếu tố khởi phát bệnh là sao. Tuy nhiên là gì, ở trên lâm sàng các em phải nhìn nhiều thì các em mới biết được. Giáo dục ở đây ha, ví dụ như cái trường hợp, những cái trường hợp mà bệnh nhân mà viêm da cơ địa ở mức độ mà nó nhẹ các em, có đôi khi mình không cần phải chỉ định quá nhiều thuốc hoặc sử dụng quá nhiều thuốc, mà bệnh nhân cũng có thể là tự cải thiện bệnh. Nhưng mà chính vì những cái vấn đề là gì, đặc biệt là ở độ tuổi càng nhỏ đó các em, thì phụ huynh càng lo lắng, người ta bắt đầu người ta tìm những cái phương pháp mà ở bất kỳ cái chỗ nào mà người ta chỉ đó, người A điều trị hết thì bắt đầu chỉ cho người B ha. Ví dụ như những cái trường hợp ở trên lâm sàng mà chị đã gặp á, là gì, em bé mà nó nhỏ nó bị viêm da cơ địa mà mức độ nhẹ thôi đó, thì bắt đầu lúc này á, là người nhà, những cái người mà gần như là người ta có lớn tuổi đó, người ta chỉ là gì, phải dùng lá cây hoặc phải dùng những cái thuốc mà phán này nọ đó. Thì chính vì những cái sự mà lo lắng đó mà dẫn tới những cái điều trị mà nó không phù hợp, làm cho bệnh lý nó trầm trọng thêm ha. Chính vì vậy mình phải giáo dục cái bệnh lý này là như thế nào. Thì muốn biết được, muốn giáo dục được thì các em phải biết được cái triệu chứng về lâm sàng và cái vấn đề về mặt điều trị ha, hướng điều trị chứ, xin lỗi. Rồi, dưỡng ẩm thì hồi nãy chị đã nói là gần như nó được chỉ định trong tất cả những cái giai đoạn của bệnh lý viêm da cơ địa, ngoại trừ những cái thương tổn mà nó cấp tính như mụn nước, bóng nước ha, hoặc là mụn mủ. Rồi, loại bỏ hoặc không tiếp xúc với yếu tố khởi phát bệnh, thì làm sao biết cái yếu tố này có khả năng khởi phát bệnh. Thì hiện nay gần như là có đa phần nó là các đối tượng mà có cái vấn đề về viêm da cơ địa đó các em, thì người ta gần như là gì, người ta tiếp xúc với yếu tố đó người ta mới biết là người ta có bị dị ứng hoặc là yếu tố đó có làm cho người ta khởi phát bệnh lý không. Nhưng mà may mắn thay thì gần đây là có rất là nhiều cái cận lâm sàng nó
gọi là nó được nghiên cứu và được áp dụng với các em, đặc biệt là những cái xét nghiệm mà tầm soát những cái yếu tố dị ứng đối với những cái người mà có cái cơ địa di truyền hoặc là có những cái người thân ở trong gia đình đã có bệnh lý về cơ địa, thì mình cần tư vấn những cái người này nên tầm soát trước khi mà bệnh lý mà nó xảy ra nha. Còn ở những cái nghiên cứu mà nước ngoài khi mà chị đọc với các em thì hoặc là những cái ebook của nước ngoài á, gần như ở nước ngoài nó sẽ có mùa các em, đặc biệt ví dụ như là mùa hoa hoặc là mùa mà người ta gọi là phấn hoa đó, thì gần như là người ta khi mà những cái đối tượng mà ở ngoài đó đa phần người ta có thể chích ngừa được luôn các em. Việt Nam của mình thì chưa thấy có cái vấn đề đó nhưng mà ở ngoài thì đã nghe rồi ha, chích ngừa ngừa những cái vấn đề liên quan đến dị ứng về phấn hoa rồi đó. Rồi thì ngoài ra đó thì tùy vào cái mức độ nhẹ, trung bình, nặng. Nhẹ thì SCORAD nhỏ hơn 25, trung bình thì SCORAD 25 đến 50, và nặng thì SCORAD lớn hơn 50. Thì như vậy á, thì người ta sẽ có những cái hướng dẫn để điều trị. Các em lưu ý khi các em đi trên lâm sàng corticoid, các em gặp, các em có thể biết ha, nhưng mà một nhóm thuốc nữa là nhóm ức chế canxi nurin. Thì trong cái nhóm ức chế canxi này, nurin này các em, cái chữ canxi này nó sai, thiếu chữ A giữa ngay chữ C và chữ L nha em. Thì các em hay các em note lại cái hoạt chất của nó để các em đọc thêm, nó là gì? Tacrolimus và phirolimus nha. Các em biết được cái nhóm thuốc này là một loại điều trị tại chỗ trong bệnh lý viêm da cơ địa là được rồi nha. Rồi tương ứng như vậy, mức độ trung bình nặng người ta cũng sẽ có những cái nhóm thuốc, cái chữ viết tắt của chị ở mức độ nặng á, là thuốc ức chế miễn dịch. Thì thuốc ức chế miễn dịch ở đây các em biết là gì? Ví dụ như corticoid, đường toàn thân nè, cũng là một nhóm thuốc ức chế miễn dịch nè, azithromycin nè, methotrexate nè, rồi thậm chí là hiện nay người ta đã có những cái cập nhật nghiên cứu về cái thuốc sinh học ức chế những cái interleukin rồi nha. Tuy nhiên là chưa áp dụng ở Việt Nam mình, chưa áp dụng ở bệnh lý viêm da cơ địa thôi. Rồi. Về dưỡng ẩm thì các em lưu ý nha, để các em biết được sử dụng cái loại dưỡng ẩm nào thì thường nó sẽ dựa vào cơ chế ha. Thì cái cơ chế ở đây á, là nó sẽ gồm ba cái cơ chế lớn. Thứ nhất là làm ẩm, thứ hai là gây bích, thứ ba là hút nước. Thì như vậy làm ẩm thì mình sẽ có những cái hoạt chất ha, và những cái hoạt chất này nó có cái tính chất là gì? Cung cấp ẩm, độ ẩm cho cái hàng rào da. Nhóm thứ hai đó là nhóm gây bích ha, làm cho nước ở trong cái hàng rào da nó không bị thoát ra bên ngoài. Cơ chế thứ ba là hút nước, hút ở đây là hút từ môi trường bên ngoài vào, và hút thứ hai nữa là hút từ cái lớp dưới da, có nghĩa là lớp từ những cái lớp ở phía dưới của cái lớp tế bào sừng á, nó đem lên cái lớp tế bào sừng để cung cấp nước cho da. Thì như vậy các em lưu ý là gì? Muốn biết được cái nhóm dưỡng ẩm này nó thuộc cơ chế nào thì mình phải dựa vào cái hoạt chất của nó ha. Thì trong cái chương của các em thì các em học chủ yếu có cái dưỡng ẩm là các em biết được cái chữ là có xài dưỡng ẩm thôi. Còn hôm nay ở bài lâm sàng thì gợi ý thêm cho các em là dưỡng ẩm nó sẽ có ba cơ chế, và trong cái điều trị những cái bệnh lý về viêm da, đặc biệt là viêm da cơ địa, thì người ta ưu tiên sử dụng dưỡng ẩm mà có thể kết hợp thêm những cái thuốc làm cho có tính chất kháng viêm kèm theo ha. Có nghĩa là trong cái loại dưỡng ẩm á, người ta sẽ thêm những cái hoạt chất khác nữa để nó có thêm cái tính chất kháng viêm ha. Rồi như vậy thì cái mà các em phải học ở trên lâm sàng á là chẩn đoán bệnh nè, chẩn đoán giai đoạn, chẩn đoán mức độ và đưa ra cái hướng điều trị dựa vào nãy giờ những cái điều trị về mặt tại chỗ, về mặt toàn thân chị đã nói. Và muốn biết điều trị chính xác thì phải áp dụng theo cái phác đồ, thì có thể là phác đồ của bệnh viện hoặc phác đồ Bộ Y tế hoặc là phác đồ của cái cập nhật, ví dụ nãy là theo châu Âu 2018 ha. Cái đó là cái hướng điều trị. Còn hiện tại ở bất kỳ một cái cơ quan nào thì người ta cũng sẽ có cái phác đồ riêng của cơ quan đó hết, nhưng mà cơ bản cái phác đồ đó nó cũng sẽ dựa vào cái tiêu chuẩn của Bộ Y tế ha. Và các em sẽ nhớ là trong cái bệnh lý viêm da cơ địa thì luôn luôn là gì? Thứ nhất là điều trị tấn công, và thứ hai là phải điều trị ở giai đoạn di truyền chứ không có được cắt ngang ha. Rồi các em có cái gì để hỏi chị không? Dạ chị ơi, cho em hỏi là bây giờ là skincare về BHA, retinol với lại là mặt nạ môi thì rất là thịnh hành. Vậy thì nếu mà mình sử dụng quá đà, mình sử dụng hàng ngày thì có gây chàm da mặt không chị?
Với lại câu thứ hai là nếu em có thấy dạy em bé là đẻ ra là sẽ bị chàm, thì cái chuyện mà nếu mà vừa đẻ ra mà bị chàm vậy thì mình sẽ nghĩ cái yếu tố tiếp xúc của nó của em bé là cái gì vậy chị? Dạ em cảm ơn. Rồi. À, chị không thấy chị không mở được cái tên bạn nào nghe, rồi cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi thứ hai chị giải thích trước cho các em nha. À, câu hỏi thứ hai là em bé mà nó sinh ra nó bị chàm á thì không phải là yếu tố tiếp xúc nha các em, mà là yếu tố về mặt cơ địa nãy chị mới hướng dẫn cho các em á. Có nghĩa là nó có khả năng nó có yếu tố di truyền từ, có thể là từ cha mẹ hoặc từ ông bà hoặc từ anh chị em gì đó, hoặc trong dòng họ gì đó nha. Gần như là người ta ghi nhận có cái vấn đề liên quan đến di truyền. Cái thứ hai nữa là mình phải phân biệt rõ đó là nếu nó là chắc chắn là viêm da cơ địa thì cái yếu tố di truyền là phải có rồi. Cái thứ hai nữa là mình phải phân biệt nó là bệnh lý chính xác nó là viêm da cơ địa hay là một cái tình trạng bệnh da khác trong cái tình trạng em bé mà mới sinh ra ha. Cái tiếp theo nữa là cái câu hỏi em hỏi là xài bé ai xài ủ môi quá đà có bị chàm môi không á, thì cái từ chàm của em á là một cái dạng chung, còn trong tất cả những cái dạng lâm sàng của chàm á thì khi mình học bài chàm nó sẽ có nội sinh và ngoại sinh, thì trong đó có một cái nguyên nhân là theo ngoại sinh á, nó có cái dạng gọi là chàm tiếp xúc của viêm da tiếp xúc, nó vẫn có khả năng, có nghĩa là khi các em xài quá đà đó thì dẫn đến da bị tổn thương thì nó có khả năng gây một cái tình trạng là viêm da tiếp xúc và chàm tiếp xúc cũng có, và gây ghi nhận rất là nhiều ha. Thì trong cái bài mà chị hướng dẫn cho các em đó không có cần sử dụng quá đà đâu, chỉ cần có thể là nếu như có cái vấn đề hàng rào da của các em khi mà tiếp xúc đó, nó vượt quá cái ngưỡng mà chịu đựng của cái miễn dịch ở tại chỗ của da đó thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng tiếp xúc ở vùng đó thôi nha. Thì cái câu trả lời cho em á là có khả năng có nhưng mà nó không phải là viêm da cơ địa mà nó là chàm tiếp xúc ha. Rồi, còn bạn nào có câu hỏi gì không? Với các bạn nào mà đang skincare đó, các em lưu ý cái BHA. Các em đọc cái chữ là BHA nó gọn vậy thôi, nhưng mà các em lưu ý nha. Nó cái hoạt chất chủ yếu của nó là salicylic á. Thì khi các em học cái bài viêm da cơ địa này á, trong cái không các em học cái bài chàm á, thì nó có một cái dạng lâm sàng viêm da cơ địa mà ở giai đoạn mãn tính á, thì người ta có thể sử dụng cái sali á, cái chữ là salicylic 5% 10% á, thì đó cũng là cái hoạt chất mà người ta làm ra cái BHA cho các em đang xài á. Nhưng mà cái BHA đó nó có thể có cái nồng độ nó nhỏ hơn nha, thường nó 2% trở xuống á. Còn khi các em sử dụng nồng độ cao hơn nữa thì có khả năng là nó phá hủy da hoặc nó làm cho cái làn da của các em á là nó chưa có được gọi cái chu trình mà nó gọi là bị tổn thương xong nó lành, nó chưa kịp nữa là các em cứ BHA tới là nó có khả năng làm hư hại làn da, nó cũng có luôn ha. Chị ơi cho em hỏi là hồi nãy chị có chia ba giai đoạn á, thì mỗi cái giai đoạn cái sang thương nó khác nhau á, thì cho em hỏi là mỗi giai đoạn như vậy mình sẽ chẩn đoán phân biệt với những bệnh lý nào? Dạ. Rồi, bây giờ câu hỏi của Khánh Vân á, ví dụ như ở giai đoạn cấp tính á, cái lớp em học bài thương tổn căn bản chưa? Dạ học lý trên lớp rồi. Học bài thương tổn căn bản rồi ha. Ví dụ bệnh nhân mà chàm ở giai đoạn cấp tính á, thì thương tổn chủ yếu là gì? Mụn nước, bóng nước hoặc là sẩn hoặc là mụn mủ hoặc là vết nứt kiểu dịch á, thì bất kỳ cái bệnh lý nào trong cái chương da liễu của mình mà em đọc có cái thương tổn đó thì em đều chẩn đoán phân biệt được hết. Ví dụ như điển hình nhất là các em có thể gặp cái nhóm bệnh mà bệnh da mụn nước bóng nước ha, chẳng hạn như trong cái nhánh mà chị phân loại cho các em cái thương tổn mụn nước đó thì nó sẽ có gì, nó sẽ có là gì, thủy đậu, zona nè, hạt bét nè, hoặc là chóc nè, hoặc là ghẻ nè,
miễn nó có những cái thương tổn căn bản đó thì các em điều chỉnh nó phân biệt được hết. Nhưng mà các em sẽ biện luận làm sao mà các em sẽ loại trừ được cái những cái bệnh lý mà các em không nghĩ đầu tiên ha. Ví dụ như cũng ở giai đoạn cấp tính thì thường nó sẽ có mụn nước rải rác đều trên một cái nền hồng ban, và vị trí của nó thường ở nếp gấp hoặc mặt giữa chi gì đó, hoặc là ở hai má nếu mà trẻ em nhỏ đó. Thì cũng cái bệnh, cũng cái những cái bệnh lý khác, ví dụ như là thủy đậu zona, nó cũng có mụn nước ha, nhưng mà cái mụn nước này nó phân bố làm sao, rồi vị trí nó làm sao, rồi nó thậm chí là khi mà những cái thương tổn căn bản mà các em không phân biệt được á, thì các em cũng có thể dựa vào triệu chứng cơ năng ha. Ví dụ trong chàm thì nó thường ngứa, còn trong zona thì thường nó là đau là chính đó, là những cái mà các em phân biệt đó. Còn ví dụ như ở những giai đoạn khác, ví dụ giai đoạn bán cấp thì thường nó có biểu hiện chốc vẩy là chủ yếu, thì các em phân biệt với những bệnh lý nào mà nó có cái biểu hiện chốc vẩy đó, chẳng hạn như vẩy nến cũng được nè các em. Rồi ở giai đoạn mà mãn tính thì cũng vậy ha, các em có thể phân biệt chàm với lại một viêm da cơ địa với một cái trường hợp là ly trên phẳng nè, hoặc là cái biểu hiện của vẩy nến mà vẩy nến mãn nè đó, là miễn nó có những cái thương tổn giống hoặc gần giống là các em điều chỉnh nó phân biệt được hết nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị ơi, nãy chị nói sử dụng BHA không được sử dụng liên tục, thì chu kỳ bao lâu mình mới nên sử dụng một lần? Cái này là nó phải tùy theo bệnh lý nha các em. Và cái BHA thì thường khi mà chị hướng dẫn cái bài mụn trứng cá đó, thì nó có thể nằm trong cái chu trình của mụn trứng cá, chứ không thể nào mà trả lời cho các em bao lâu các em dùng một lần nha. Phải tùy trường hợp các em sử dụng để làm cái gì nữa nha. Và trong bệnh chàm thì không có sử dụng cái từ BHA như các em, nó chỉ sử dụng là sali, thường là sali 5%, sali 2%, sali 10% trong cái giai đoạn bệnh lý giai đoạn mãn tính thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi còn bạn nào có câu hỏi không các em? Lớp bữa nay hình như lớp trưởng báo cáo là 72 bạn hả? 72 bạn mà tính luôn chị luôn trên nick còn có 71 bạn thôi nha. Lớp trưởng điểm danh còn một bạn nữa nha lớp trưởng. Rồi, nghe hú một cái là các bạn có mặt rồi. Rồi thôi, nếu không có gì nữa thì lớp nghỉ nha.